hát cái khúc này cái khúc bé chết phải viết lại chương cuộc đời của mình. Hôm bữa giờ mình có tổn thương đau buồn là do mình viết kịch dở. Cuộc đời là một vở kịch, bây giờ cũng đóng vở kịch, ai cũng đóng kịch với nhau hết, tự nhiên lựa cho mình cái vai dở khi mình đóng hoài vậy bé chết. Bây giờ làm ơn viết lại cuộc đời đi, sang trang khác rồi, qua tháng mới rồi, làm ơn viết lại cái kịch nào mình đóng, mình làm vai chính, đóng hạnh phúc yêu thương, đóng là đại gia rồi, đóng là kiều nữ rồi, chứ ai đóng tổn thương nghèo khổ mới chế. Cuộc đời ai cũng đóng kịch như ai hết, tự nhiên người ta đóng kịch, ta chọn kịch sang, kịch giàu, kịch hạnh phúc, mình chọn cái vở kịch đau buồn thấy mẹ, dẹp làm ơn đi mới chế. Ôi trời ơi, đóng kịch là phải ê hề, chứ ai đóng kịch trên chở ê chề mới chế. Vở kịch ê chề là ê chề luôn nha. Cuộc đời là mình có một lần nha, một lần được đóng kịch mới chế. Đóng sao cho hay nha, đóng sao cho là vai chính nha, đóng vai phụ là tối ngày đi giật chồng giật vợ, đóng vai phụ là hay bị bắt cái đồn eo chích qua giữa phim đó mới chế. Làm ơn đi trời ơi, vở kịch đóng do tụi mình tự viết, tự mình đạo diễn mà tự viết cho mình vở kịch kỳ vậy trời, chán dễ sợ chán. Rồi ở đây nè, lóc hết, các bạn đang lóc hết những cái nguồn năng lượng mà tiêu cực, làm ơn vũ trụ nói rồi, khổ quá, thành ra quân tập hình ảnh khổ không, thì diễn vở kịch của bạn là vở kịch phim buồn thì gia chánh là bạn là tổn thương đau buồn, là nghèo khổ, là ê khái ghê, là suốt đời sống trong cô độc. Gia chánh gì kỳ vậy, gia chánh mà đóng cái đắt bộ phim là bộ phim một ngày đi không trở lại, bộ phim là cái xác chết trên cao nguyên hay là bộ trên đồ không hay mộ, bộ phim mình là hạnh phúc trên cao nguyên hay là sự đi tìm của sự hạnh phúc hay là hình vượng cuối cùng, hạnh phúc là mãi mãi, đặt tên phim là vậy mới chết. Ở đây các bạn biết rồi, có những chuyện nó xảy ra bất ngờ bạn không mong đợi là gì, để cho bạn khai mở đó, để cho vũ trụ nói là trời đất ơi, tỉnh lên đi ngộ con ơi, viết phim gì mà viết cái bộ phim gì mà buồn hiu vậy. Giờ là bây giờ ra sức xảy hiện ra những đau buồn tổn thương người ta bỏ mới chế là chi, để cho mình thức tỉnh á. Bây giờ mà hiên loi không đánh vô đầu mới chế thì sao mới chế hiểu được là cuộc đời mình đang sai trái, cuộc đời mình chọn bộ phim sai. Vũ trụ thương mọi người đó, vũ trụ cho thấy là vũ trụ muốn mọi người thức tỉnh, mà bây giờ cho quá trời bài học, cho quá tới người làm đau khổ cũng chưa thấy bài học, nên giờ sao chỉ có thiên lô đánh con mới hiểu thôi. Chứ con mới hiểu cuộc đời này cho con đốc lại là do con phải thiên lo, con mới tỉnh ngộ thôi. Người ta nói đi trời mưa cẩn thận nha mọi người, tại vì thiên lo đang giật nó. Tại thiên lo thấy chúng ta tổn thương đau buồn quá, thiên lo nói là cho con tỉnh lên để con hãy lựa chọn hạnh phúc. Cuộc đời này là ngày vui không có ngày sầu mọi người. Chứ thấy chưa, ta đóng y thiên lo mà dán búa một cái mới chứ hạnh phúc liền. Cho thấy là cái sự tỉnh ngộ mới chế cần phải có sự tai nạn xảy ra nha. Tai nạn đến từ cái việc là người ta làm tổn thương đau buồn, thất bại trong tình cảm, hay là mình thất bại thì mới chế mới tỉnh ngộ. Còn không mới chế không có tỉnh. Kiểu là mình không có té xuống đau, mình đâu biết hạnh phúc là gì, đâu biết là giàu có yêu thương là gì. Ở đây mới chế đừng mình sống với bạn. Mình khôn á, gái khôn thì lựa chồng, trai khôn thì lựa vợ ngon, hiểu không? Mình sống mình lựa niềm vui hạnh phúc, mắc mớ gì mình lựa khổ đau để mình ê chề. Tôi là sống thích là tôi là hằng hề, cũng được hằng hề được hạnh phúc, đúng không? Chứ còn hơn là sống đau buồn và ê chề, tôi muốn ê hề mới chết. Cuộc sống này là ê hề, mấy chế cũng muốn ê hề. Xin một thông điệp ê hề nha mọi người. Trời ơi, gì mà quá trời vậy trời. Ê hề thiệt nè, thấy chưa? Nó có xa đâu. Một khi mà tôi đã ra tay là hạnh phúc sẽ có nè, sự gắn kết thực sự nè, thấy không? Khi mà mấy chế bỏ qua năng lượng tiêu cực, mấy chế cảm thấy chính là yêu thương bản thân, mấy chế biết là mấy chế chọn hạnh phúc thì hạnh phúc mới tới. Mà hạnh phúc mấy chế phải gắn liền cảm xúc nha, năng lượng tích cực cho mọi người. Cho ô dân ra, trời ơi đi chang luôn mấy chế ơi. Sẽ có một nguồn năng lượng ra đi qua đêm với người ta nha, mấy chế thấy ghê quá nha. Mấy chế bây giờ mấy chế đàn ông đàn bà quá nha, mấy chế trưởng thành quá à. Mấy chế này công nhận á, trời ơi ham yêu quá, ê hề nha. Sẽ có tình một đêm mấy chế. Tình một đêm đúng không? Tình một đêm là gì? Tình một đêm để cho người ta ăn, người ta muốn ăn lại. Hiểu ý mình không? Tại vì mấy chế hay bị là tình một đêm mấy chế không có đầu tư. Thành ra món ăn thử cũng là phải món ăn thi vị. Muốn ngủ qua đi một lần cũng phải là cái món ăn phải là bài biện trong nhà hàng năm sao. Để chi? Để anh tới anh ăn tiếp, thấy không? Để em tới em ăn tiếp. Chứ lần đầu tiên ăn thử một đi mà mới chết cho ăn món ê hề là đơ nha. Thành ra có rủ đi ai đi ngủ một đêm thì làm ơn, cũng phải là mình chuẩn bị là cho người ta ăn ngàn thu với chế. Thì đó mình là năng lượng đúng.
Tiếp tục. Trời đất ơi, dông bão cuộc đời nó đến từ trong cái đầu mới chế đó, là do mới chế suy nghĩ quá đó, hiểu không? Dông bão là không có cái dông bão đâu hết, mới chế tự nghĩ không, mới chế overthinking đó, mới chế nghĩ quá đó, mới chế làm quá một chuyện, mới chế để sợ hãi lo lắng, làm cho mới chế đi đó. Trời đất ơi, suy nghĩ quá làm gì, cuộc đời là ngày vui không mấy chứ ơi. Lựa chọn đơn giản, cái gì đơn giản thì làm, dụng tâm làm thường xuyên, yêu thương mà làm, nhẹ nhàng mà làm thì mới được. Cái gì mà phức tạp làm gì, phức tạp chuyện nhỏ xé to, chuyện to xé thành ông địa xé thành con voi thế, xé thành thế giới. Cuối cùng là sao, gãi đổ tình trường, thất bại trong thương trường làm ăn. Trời ơi, tặng gì tặng quá trời gì đấy má ơi, đừng tặng nữa. Tiếp tục đây, trời đất ơi, một bản tình ca sẽ làm cho mấy chế có cái động lực. Bây giờ mình tìm cái bài hát hạnh phúc, con đường hạnh phúc, mình tìm là bài ca chiến thắng mình nghe. Không, chính nó là cái những giúp cho các bạn lấy là cái mood, đừng để cho mấy ba mấy má là overthinking xuất hiện đây nha. Ai mà suy nghĩ overthinking là nắm chắc con đường tiêu cực, nắm chắc là cuộc đời là bế tắc cuộc đời ha. Yên tâm đi, vũ trụ rõ ràng lắm. Ai mà chọn hạnh phúc sẽ được hạnh phúc, ai mà chọn đau khổ sẽ có đau khổ ha. Bạn chọn hạnh phúc, bạn có hạnh phúc. Và mọi người, trời ơi, kết nối năng lượng. Trời đất ơi, mấy bác là hả tim tôi quá vậy. Tôi ghét tim nha, tôi thích follow nha. Ở đây nè, năng lượng là gì? Năng lượng của mấy chế là tình yêu thực sự. Đừng tính không? Đi ra đường có gắn bông, gắn hoa hay mà hành động nam tính. Mình muốn dành cái quần của đàn ông mình mặc. Ở đây cho thấy con gái là phải nhẹ nhàng, con gái phải nữ tính, con gái là phải yêu thương, con gái mà đi làm kiếm tiền hùng hục như đàn ông là mấy chế là đàn ông rồi. Tôi sẽ đề nghị vũ trụ cho mấy chế tiền để mấy chế phụ thực. Tại sao? Phụ nữ mà muốn làm âm, phụ nữ muốn mặc quần, phụ nữ mà muốn dành luôn cái việc đó coi như là mấy chế sai năng lượng. Vũ trụ sinh con gái ra là yêu thương, bao dung, là ở nhà chăm sóc chồng con. Mấy chế mà nữ quyền là mấy chế là mắc nguồn năng lượng nữ giới.